Xin chào mọi người, hôm nay mình xin chia sẻ hình ảnh về ngôi chùa cổ ở xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, đó là chùa Hạnh Lâm. Điểm nhấn nơi đây chính là ngôi giảng đường rộng lớn khang trang. Công trình được khởi công xây dựng vào năm 2016 đến năm 2018 hoàn thành. Công trình do các Phật tử Mạnh Thường Quân đóng góp xây dựng. Trước sân ngôi giảng đường là ba pho tượng Phật bằng đá, đó là tượng Phật Di Lặc được đặt chính giữa, tượng Phật A Di Đà bên phải và tượng Phật Bà Quan Âm bên trái. Trong khuôn viên chùa còn được trang trí nhiều chậu hoa kiển khác nhau, trông rất bắt mắt. Ngôi chính điện được giữ nguyên như cũ với lối kiến trúc đơn giản là nơi để thờ tự. Phía trước chính điện là tượng Phật Bà Quan Âm đứng trên hồ sen. Rồi mời mọi người xem video nhé.